mắt la mày liếm. Ông Dần đã đi cày về rồi đó à? Trời có nắng rồi, tôi cho trâu về nghỉ. Cả làng này ai cũng biết lão Dần có con trâu béo, lông mượt, khỏe mạnh. Lão ấy yêu trâu như yêu con vậy. Ừ, lúc nào cũng thấy lão ấy với con trâu như hình với bóng. Trâu vàng trâu bạc của ta, cố gắng ăn cho nhiều cho khỏe nhé con. Để xem, con trâu kia sẽ thuộc về ta. Trâu yêu quý, hôm nay ông có chút việc lên huyện. Trâu ở nhà ngoan nhé, chốc ông sẽ về sớm cho trâu ăn. Hay quá, lão Dần đi rồi, phải tranh thủ nhân cơ hội này. Nhanh nào, kéo ai phát hiện ra thì tôi. Trâu ơi, trâu vàng trâu bạc của ta ơi, trâu yêu quý của ta ơi, con ở đâu rồi? Con ơi, con thấy trâu của lão không? Ông Năm ơi, ông có thấy con trâu của tôi không? Vừa sáng nay tôi đi lên huyện có chút việc, mà có đứa nào nó vào trộm mất trâu của tôi, con trâu yêu quý của tôi. Phải con trâu Mộng hay đi cùng bác không? Trời ơi, vậy là sáng nay tôi nhìn không nhầm rồi. Sáng nay tôi thấy ông Lý béo làng bên dắt một con trâu giống của nhà bác. Vậy hả? Hay con trâu nhà tôi sổng ra, hắn dắt hộ, để tôi sang đó xin lại trâu. Cảm ơn cô ba nha. Này ông, trâu trong chuồng nhà tôi là của tôi. Ông nói vậy khác gì nói tôi ăn trộm. Nhà tôi có cả chục con trâu, cần gì tôi phải đi ăn trộm của ai? Nếu ông không trả trâu cho tôi, thì tôi lên thưa kiện với quan sở. Ông thưa đi, tôi sợ gì? Trâu này là trâu của tôi, nhà tôi có cả chục con trâu béo khỏe. Tôi không thèm trộm con trâu của ai cả. Nếu quan không tin thì tôi sẽ nói rõ từng đặc điểm của trâu cho mọi người nghe. Nếu tôi nói sai, tôi xin trả lại con trâu ấy và bồi thường 30 đồng bạc cho ông Dần. Con trâu của tôi có hai chiếc sừng cong vuốt, sừng bên trái thấp hơn sừng bên phải hai đốt tai, giữa đầu có cái xoáy lớn, trên người trâu có tổng là 7 cái xoáy khác nữa. Kiểm tra những đặc điểm mà lão Lý vừa nói. Tuân lệnh đại nhân. Dạ thưa quan, đúng như lời ông Lý miêu tả, không sai một đặc điểm nào. Đã bảo là nuôi trâu thì tôi phải thuộc lào đặc điểm của trâu chứ, chứ không phải như ai kia. Lão Dần, lão có nhớ đặc điểm nào của con trâu không? Dạ thưa quan, nuôi trâu từ bé đến lớn, có bao giờ tôi đo đếm trâu đâu. Tôi chỉ biết mỗi lần tôi vuốt ve nó thường liếm lưỡi hai bên, rồi cọ cọ đầu vào người tôi. Theo như quan thấy thì lão Lý đã nhớ được nhiều đặc điểm của trâu. Quan xử trâu là của lão Lý, đa tạ quan lớn. Vậy tôi xin phép dắt trâu về ạ. Oan quá quan ơi, con trâu này đích thị là của lão. Lão coi trâu như con, xin quan xét xử lại. Tránh ra, vớ vẩn, trâu này là của tôi. Sao ông không nhớ rõ đặc điểm của con trâu đi? Thường người ta nuôi trâu, ít ai chú ý đo đạc, đếm khoái trâu. Nay bác kia lại nhớ rất kỹ về trâu của bác thì tôi nghi ngờ lắm. Ông này lạ quá, người ta nuôi trâu phải nhớ kỹ đặc điểm của nó chứ, giống như nuôi con. Người ta phải biết đến từng nốt ruồi, cái sẹo của con mình chứ. Được rồi, ta đã có cách để biết con trâu này là của ai. Dạ, dạ. Lão Lý, lão có nhận ra con trâu này của ai không? Con trâu này trông quen quen, hình như là trâu tôi mà. Hình như là thế nào? Con trâu đó ta cho lính đến tận chuồng nhà lão dắt đến đây.
Bây giờ lão hãy nói cho ta đặc điểm của con trâu này. Nếu đúng thì ta quả quyết con trâu này và con trâu kia đều là của lão. Dạ, con trâu kia có 2 cái sừng, 4 cái chân, 2 chân trước đi trước, 2 chân sau đi sau. Dạ. Nó có bao nhiêu xoáy, dài sừng bao nhiêu, lão nhớ không? Dạ, quả thật là tôi không nhớ. Vậy mà lão nói là trâu lão nuôi, lão phải biết rõ đặc điểm của trâu. Lão quá, rõ ràng lão ăn trộm trâu của lão dần. Cố tình điềm khoái, đo đạc, hòng làm cho chủ trâu thấp lý thua kiện. Giờ ta xử lão phải trả lại trâu cho lão dần và bồi thường 30 lạng bạc như đã hứa. Lý do còn ế. Xin chào quý khách. Chào anh, tôi đến nhà môi giới tìm bạn đời. Ồ vâng, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Mời anh điền vào phiếu đăng ký này. Thật tuyệt vời, tôi không ngờ lại có thể tìm được người phụ nữ hợp với mình đến vậy. Cảm ơn trung tâm môi giới tình yêu rất nhiều. Chúng tôi cũng rất vui được gắn kết tình yêu giữa hai bạn. Chúc các bạn sẽ mãi hạnh phúc. Vâng, cảm ơn. Tôi phải đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình đây. Chào anh nhé. Ôi, trông họ hạnh phúc làm sao. Vâng, rất nhiều người đã tìm được bạn đời khi đến đây. Rồi anh cũng sẽ được toại nguyện như họ thôi. Được thế thì tốt quá. Bao nhiêu năm nay tôi luôn tìm kiếm nhưng mà chưa thấy người phụ nữ nào như ý cả. Vậy mà anh vào đây, ở đó sẽ có những thông tin cần thiết về đối tượng cho anh chọn. Chọn xong, chúng tôi sẽ giới thiệu cô gái phù hợp nhất với những tiêu chuẩn đó. Vậy à, để tôi vào xem sao. Có 2 cánh cửa à? Gì đây? Bạn đời, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. Vợ thì cần không thay lòng đổi dạ rồi. Nhưng bà từ chết, thấy ghê ghê, lại trói buộc cả đời mình vào nữa. Chọn bên bạn đời cho an toàn. Cô gái trẻ và người phụ nữ à? Vợ chỉ có một thì phải chọn người trẻ đẹp chứ. Còn nếu chỉ cần phụ nữ thì mình có vợ lâu rồi. Ngoại hình hấp dẫn, dễ nhìn, bình thường. Nhất dáng nhì da, không đạt được những tiêu chuẩn này thì nhìn cũng chán lắm. Đòi hỏi chồng luôn bên mình, hai bên tôn trọng nhau, yêu chiều chồng. Vợ bà dám nói đòi hỏi ư? Không ổn. Tôn trọng nhau à? Không được, vợ ngang bằng với chồng thì còn gì là gia phong nề nếp nữa. Trong gia đình thì chồng nói sao, vợ phải nhất nhất tuân lệnh. Thật thà, đa tình, thiếu kinh nghiệm. Bên này là học cao, kiến thức sâu rộng. Dạ, đa tình nhưng ngốc nghếch thì thiếu gì. Lấy về rồi cái gì cũng phải chỉ dạy, mệt xác. Học cao hiểu rộng mới là người mình cần. Song thân khỏe mạnh, còn họ hàng và không gia đình thân thích à? Có cha mẹ khỏe mạnh thì mới được nhờ vả chứ. Không tự nuôi sống mình được, ai thèm thấy người thế này. Sinh hoạt dựa vào đồng lương của mình, thế này thì khó giàu lắm. Có tài sản thừa kế, một ngôi nhà đẹp, trời, thế này thì còn gì bằng. Đây mới là điều mình muốn đây. Hả? Sao lại thế này? Cái gì đây? Xin lỗi ngài, yêu cầu của ngài cao quá, không thể có cô gái nào hoàn hảo đến như vậy. Có lẽ ngài nên về nhà. Rất tiếc vì chúng tôi đã không giúp được ngài. Không có cô gái nào hoàn hảo sao? Về nhà. Chẳng lẽ đây là kết quả thích hợp nhất với mình ư? Bao năm nay mình luôn tìm kiếm một tình yêu hoàn mỹ, nhưng nó lại không có thực trên đời sao? Giấc mộng. Hôm nay đúng là tệ hại, biết vậy chẳng đến trường nữa cho đỡ xấu hổ. Sao mình lại xấu xí thế này cơ chứ?
Cái mũi này rõ là thấp và to, chẳng được dọc dừa như cái hoa. Mắt mình đã thấy chán rồi, lại còn vết chàm chỉnh in thế này là mình chẳng bao giờ dám buộc cao tóc. Người ta bảo nhất dáng nhì da, còn mình da thì đã đen, dáng lại chẳng được cao. Cả đôi tay này nữa, sao nó thô thế không biết, chẳng được thon dài như đám cái lan, cái hồng. Không được một cái gì đẹp đẽ, hoàn hảo hết. Cuộc sống này thật bất công mà. Nếu ba mẹ sinh mình ra đẹp hơn, không xấu xí như vậy, thì có phải giờ này mình đang ở trường tập tành, chuẩn bị đi thi hoa khôi như mọi người rồi không? Đâu phải lủi thủi nằm ở nhà như thế này. Đáng ghét quá đi. Mình ghét bản thân này, ghét con người này, ghét cả ba mẹ, ghét tất cả mọi người. Trời ơi. Cô ơi, dậy, dậy đi. Mẹ à? Mọi người là ai vậy? Sao lại ở đây? Chúng tôi là hiện thân của những gì cô đang cần. Ôi, mọi người thật là đẹp. Toàn những nét đẹp mà tôi thèm muốn thôi. Làn da của bà mới trắng mịn làm sao. Cả đôi tay nữa, nó thật thon dài, mềm mại. Ước gì tay cháu cũng được đẹp như thế này. Tay tôi đẹp nhưng yếu lắm. Nếu cô thích đôi tay của tôi như vậy, thì hãy đổi đôi tay khỏe mạnh của cô cho tôi, để tôi có thể ôm được đứa con vào lòng và tự mình chăm sóc gia đình. Thật ư? Vậy bà mau đổi cho cháu đi. Ồ, đẹp quá, đáng yêu quá. Cha, em bé có đôi mắt to tròn đáng yêu quá. Lại đây với chị. Chị ơi, có phải chị ghét đôi mắt của chị và mong nó đẹp như mắt em không? Ồ, đúng vậy. Mắt em đẹp lắm, chị rất thích. Nhưng em lại không thích nó. Nó có tật riêng của nó. Chị hãy đổi đôi mắt cho em nhé. Cha, để có được đôi mắt đẹp thế này thì có gì mà lại không đổi được chứ. Ừ, được rồi, chị sẽ đổi cho em. Ôi, sao thế này? Ôi, trời ơi, tối quá, có ai ở đây không? Cảm ơn chị nhé, em nhìn thấy được mọi thứ rồi, em về đây. Khoan đã, nhưng chị không nhìn thấy gì hết. Đừng đi, đừng bỏ chị lại một mình mà. Ôi, ai đó, giúp tôi với, tôi không thấy gì. Cô bé, vết chạm trên tay này thật xấu xí, hãy đổi đôi tay cho tôi. Sao mọi thứ lại yên ắng quá? Anh gì ơi, đâu rồi, sao không thấy một tiếng động nào hết vậy? Ôi, sao nặng thế này? Tay tôi. Trời ơi, sao mình ngã mà lại không thấy một tiếng động nào vậy? Đôi tay này nó bị điếc ư? Không. Trời ơi, tối tăm mà im lặng đáng sợ quá. Có ai không? Làm ơn đưa tôi về nhà với. Ôi, cứu tôi với. Con mơ gì mà họ hét ghê vậy? Ôi mẹ ơi, con sợ quá. Tay con, mắt con, may quá, nó vẫn còn. Ôi, nó vẫn còn nè. Trời ơi, thật kinh khủng nếu như không có nó. Nó là của con mà, làm sao có thể mất được chứ? Mẹ ơi, con thật ngu ngốc vì lại đi ghét bỏ bản thân của mình. Từ nay con không dám nữa đâu. Con không dám nữa đâu. Chà, đây là lần đầu mẹ thấy con không kêu ca phàn nàn về bản thân mình đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.